với mức đầu tư siêu rẻ. Các bác không nghĩ rằng một cặp loa mà nó trình diễn một cách tốt như này, xuất sắc như này và tuyệt vời như này. Đây là dòng loa đến từ hãng BSIO, có một tên là GS12 Bass 30, được nhập khẩu nguyên khối chính hãng mới tinh từ công ty BSIO. Thì với dòng loa này có thiết kế cực kỳ ăn điểm, nó là tổng hình hàng cân và sản sinh ra công suất là 400W, bắc là 1600, sẽ hữu bắt 30 tép kèn. Nghe mà hát cực tỉnh mọi nhá. Các bác thể cắm iPhone thẩm tiếng bát nó buông, giải lời nó vẽ và tiếng tép nó đánh rất tròn trĩnh trong veo và tươi sáng. Cũng trong video test này thì hai Nguyễn cũng giới thiệu thêm các bác đồng bộ luôn cái bộ này, một con Obli BSIO KM600 thuộc dòng đẩy liền vang liền mic, và một quả súp BSIO có một liền là S-Group 12 Pro Bass 30, sản sinh công suất là 400W81. Thì tổng đầu tư cho cái bộ dàn này ấy là 21.500.000. Thì với cái hình này anh em để chơi được không gian từ 20 vuông cho đến tầm hơn 30 vuông, độ bền cao, âm thanh trung thực, dễ dùng. Loa là 9.000.000 bác nhá, súp 5.500.000 và âm ly là 7.000.000. Âm ly này thích hợp cả đẩy, cả vang số và micro. Độ bền cao và ảnh sâu hay quá. Chân bước ngang dưới đèn màu. Thì với cặp loa 30 này rất phù hợp với các bác nghe mà hát karaoke, công suất lớn lên khi bác dùng ấy không lo cháy loa, cũng như là hàng mới tinh, vậy cái độ an tâm và an toàn rất cao nha. Mọi thông tin mua sắm phối ghép liên hệ với anh Nguyễn, số máy 0936 583 110. Bây giờ là phần 2 nhá, em sẽ tháo nội thất xem nó có những cái gì mà cặp loa này hay như vậy. Các bác và anh em thân mến, với phương châm rẻ bền đẹp hay thì ngày nay anh Nguyễn sẽ lên một clip giới thiệu đến các bác về một dòng loa nhập khẩu chính hãng chính ngạch, có độ thẩm mỹ cao, chất âm tuyệt vời và giá siêu rẻ. Thì đây là một dòng loa được nhập khẩu nguyên khối nguyên chiếc chính hãng từ công ty BS Audio, một dòng loa rất phù hợp cho các bác hát karaoke, nghe nhạc trong gia đình cũng như lắp các phòng hát chuyên nghiệp và phòng trà, với mức đầu tư cực thấp nhưng âm thanh thì cực hiệu quả khi các bác sử dụng về vấn đề nghe và hát. Thì dòng loa này là một dòng loa bên em đã ấp ủ từ rất lâu rồi, tức là muốn tìm kiếm một cái dòng loa full để làm sao có mức đầu tư nó phù hợp với tất cả những bác đam mê âm thanh, yêu hát, cũng như là cái chất âm nó phải hay đấy, hình thức phải đẹp, độ bền cao. Thì đây là một trong những cái đôi loa mà em đã lựa chọn cũng như là lên clip để giới thiệu đến các bác đang có nhu cầu tìm hiểu về các dòng loa hát karaoke. Khi các bác chơi lâu bãi thì có một cái nó rất là mệt này, bao giờ cũng phải là loa còn đẹp không, đúng không? Zin bát, zin tép, zin phân tần và hoạt động ra sao. Thì những câu hỏi đó luôn luôn nó lẩn quẩn trong đầu các bác. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh Nguyễn sẽ lên giới thiệu bác về những cặp loa mới tinh nhập khẩu, thì toàn bộ những yếu tố đó nhá, nó sẽ xóa sạch trong đầu bác. Và vấn đề bây giờ là các bác chỉ cần thích thôi, nhấc phone lên
điện thoại cho em số máy 0936 583 110, thì bên em sẽ tư vấn cho bác và chuyển loa bác. Và cái loa này bác nhá, thì được nhà hãng người ta nói là bảo hành 25 đấy, nếu như lỗi kỹ thuật bảo hành 25 nhá. Một đôi loa ấy, để mà được bảo hành 25 là rất là khó, nhưng với hãng BS người ta luôn luôn hướng tới tính bền vững và cái uy tín của hãng. Thì bây giờ em sẽ tiến lại gần giới thiệu tổng quát chi tiết về mẫu loa này. Thì đây là một mẫu loa được nhập khẩu nguyên khối nguyên chiếc từ công ty BSIO, và khi nhập về nhé được đóng thùng một cách cẩn thận này, từ cái mà băng dính nhé đều có logo của BS hết đấy, tất cả thông số đều được ghi rõ ràng ở thùng rồi, đó là dòng loa nhập khẩu nhé, cho nên là nó cái cả model là GS12 đấy. Công suất bao nhiêu này, 400W đúng không. Đây là mã vạch bác nhá, đây là cái quy giờ để check, hình thức là người ta in sẵn bao bì rồi. Quay về nội dung chính đó, đó là loa. Sau khi bọn em đã bóc ra rồi để làm video có nhanh, thì dòng này nó thiết kế thùng cực kỳ nhỏ gọn này, đấy, rất xinh xắn nhá, thùng gỗ chắc chắn, rất chắc bác nhá, được sơn sần nhựa nhỏ. Và về kết cấu thùng loa ấy, thì được nhà hãng ấy hỗ trợ bác đầy đủ các hệ thống giá treo, từ treo trên nắp này, đấy, treo làm ngang bác nhá, đây làm ngang đây, đấy, và lỗ cắm cọc loa ở dưới này, đấy bác nhá. Cho nên là một cái loa này thì có thể bác, tại sao em nói là làm mộc trà được nhá, rồi là gia đình này treo này, cắm cọc này, để này, mọi vấn đề đều được cả. Và thùng là thiết kế kiểu hình tam cân, phía trước là nó hơi bo một chút, tạo đôi loa có điểm nhấn. Thì dòng loa này nó có kích thước như sau, bác hãy lắm chắc nhá. Độ rộng loa là 36, sâu 38 và cao 60. Đấy, kích thước em đo cụ thể. Ê căng cực đẹp bác nhá, dày dặn, và ở giữa là một cái logo của BSIO. Đây bác có thể xem ê căng này, rất là dày, rất là chắc bác nhá. Ở đây có cả mã quét luôn này. Đấy, logo BS, rất chắc bác nhá. Bên trong này thì cái lưới chắn bụi nó là cước, nó khác với dòng CBL thì thường là mút xốp, dùng lâu ngày nó sẽ bị mục như con này bác, dùng hết đời nhá, cũng có thể là không bao giờ mục được. Đấy bác nhá, và logo này có thể quay được 360 độ nhá, nếu tháo ra. Rất đẹp đúng không ạ. Thông số thằng nó đây, con này nó là BS G12, công suất của nó là 400W giờ BS, liên tục mắc là 1680 ohm. Đấy, độ nhạy của nó lên tới 99 decibel, hỗ trợ hai cổng cắm mã vạch đầy đủ nhá. Và phía bên trong thì em sẽ quay thật kỹ anh em, đây là clip em quay em sẽ để lưu nhá. Đấy, cọc cắm ở đây và thùng nó dụng là lỗ thông hơi phía sau, tất cả ốc chôn đen hết, phần tần rất là dày dặn như này, phần tần này rất nhiều linh kiện to đúng không, hai quần cảm rất to này, ba điện trở này, hai tụ này, phần tần rất to. Và bắt một cách rất cẩn thận, ship màu đen. Và với phần cắm check thì nó là rắc cắm bác nhá, và có cả cái gen để trung trọng này, gen nhựa này, dây rõ ràng luôn, màu sắc này được vút thiếc cẩn thận luôn. Đấy, thùng rất chắc chắn nhá, này đấy, cọc loa đây, tất cả dùng là ốc lục giác hết. Thế về deliver là cái quan trọng nhá, thì con này nó nhà hãng này người ta sẵn sàng đầu tư cho bác một cái deliver đúng không, rất là to luôn, cổ tép này là từ 12 họng là 44.4, tất cả các họng tép hầu như là 90% các họng loa đều dùng tép BNC bác nhá. Đấy, BNC. Và đít cái này bác nhá, nó trông rất là gấu mèo này đúng không, và có hẳn cái logo luôn, GS12-4405. Đấy, con này thì báo cáo bác ấy, nó đều nhập cổ bát cổ tép, như em biết ấy, nó là nhập của hãng GCF, và trên thân tép này đều có lô của BSIO. Tép này tép trông giả này, đây chơi hàng này không sợ nhái fake với nhá. Đấy, họng phễu tép rất dày. Đấy, tép to họng lớn, cho nên khi mà bác chơi nhạc ấy thì tiếng ra nó rất là thoáng sáng và leng keng anh em nhá. Đấy, ốc vặn đít tép này toàn ốc inox hết này đúng không, trông đã khôn rồi. Đấy,
hàng hãng thì bao giờ nó cũng thế nhá, rất là chắc chắn luôn. Đây cái bát này, con này thì bát nó sùng bát 30 màng giấy. Đấy, màng giấy em búng em thấy đây bát hay này. Đấy, khi mình nếu là những người làm âm thanh mà lâu năm ấy, thì cần vỗ mới, vỗ này thôi thì biết ngay cái loa nào có tiếng bát mềm không biết ngay. Con này bát thì bao anh em hay luôn, mềm lũn, lời rộng và bát êm nhá, gân nội tạng dầu hai sóng cho nên bền nhá, rất là bền nhá, con này nó bền lắm, không bao hỏng được gân. Đấy, màng nó thì màng này bao giờ tiếng bát nó cũng mềm và êm, lời ra nó cũng ngọt nhá, từ đen từ phẳng, từ là từ 19 họng 76, xương là xương đúc nhá, xương đúc nguyên khối bằng nhôm. Đấy, hình cong và kẹp dây loa mình đẳng cấp, chấu kẹp loa là đồng nguyên khối đấy. Đấy, đồng nguyên khối nhá, rất đẹp luôn. Và trên bát cũng đều có tem vỡ của hãng BSIO trong người giả. Đây là mã vạch với anh nhá. Đấy, mã vạch đây. Nhện của nó mới này, vàng óng với nhá. Chưa, vàng óng. Và bác nhìn cái màng của nó nếu màng xịn ấy thì bao giờ nhìn này. Nếu nhìn tinh nhá, qua ánh sáng là nó sẽ có những cái tia, nó có những tia kim tuyến này. Đấy, nhìn chưa? Đấy thì những cái màng bát này bao giờ tiếng bát nó êm. Mà tiếng bát nó mềm. Rất mềm như này bác nhỉ. Em nó thích cái dòng màng bát này. Đấy, nhìn cái tia kim tuyến chưa? Đấy, chỗ này nó tiếng bát nó sâu, nó mềm và nó rất là thích thú khi mình nghe. Đấy, nghe nhỏ vẫn có tiếng bát nhá. Họng của nó là họng 76 từ 19 mà tất cả đều có cái tem chống hàng giả hết. Đấy, một cái loa bác thiết kế nó quá là hoàn thiện như này thì làm sao nó không hay đúng không ạ? Nó cực kỳ hay. Thì đây là cái cổ bát nhá. Đấy, bát 30 từ 19 đến 16, tép từ 12, họng 4.4, một dòng loa được nhập khẩu chính hãng cổ bát bác nhá. Tất cả cổ bát này đều nhập khẩu từ Ý. Đấy, cổ bát nhá, nhập khẩu từ Ý. Còn loa này là do hãng BSIO người ta nghiên cứu phát triển và lắp ráp tại Chila. Lắp ráp tại Chila nhá. Made in Chila. Nhưng cổ bát này, cổ tép này đều như nhập khẩu trực tiếp ở Ý. Đấy, bát giờ xếp nhá. Tép cũng là dòng giờ xếp. Đấy. Thì cái cặp loa này em báo giá luôn để anh em chuẩn bị nhá. Một cái dòng loa nó mới này, hay này nhá. Và cực kỳ bền. Hãng có thể bảo hành cho bác đến 2 năm. Đấy. Cái mức giá nó đưa ra bây giờ là em đang bán mức giá cực kỳ là hợp lý để hỗ trợ công ty nhé. Là 9 triệu đồng. Bao ship tặng bác một cặp dây loa. 9 triệu đồng. Khi bác mà hướng tới dòng loa ấy thì bác an tâm tuyệt đối, không bao lo về vấn đề gọi là hàng làm lại chứ hay còn mới bao nhiêu phần trăm đúng không? Mới 100% nhập khẩu chính hãng. Và em khẳng định cái chất âm của loa nhé. Tiếng bát cực êm, sâu và mềm. Trung âm của nó rất là rộng. Hát karaoke rất là sướng và tép đánh lẩy len keng. Thì bây giờ em sẽ mời các bác thẩm âm nhé, cả combo luôn, cả combo loa 9 triệu, cả combo 21.500.000 bao gồm đẩy lên vang của nó này, súp này và loa này GS12. Bây giờ em sẽ test âm của cặp loa BS Audio model là GS12 bác nhá, cũng là test đồng bộ luôn, một đôi loa BS 30 9 triệu, một quả súp BS SV Dub 12 Pro và đồng bộ với âm ly của BS KM600 thì kết hợp với là vang số, kết hợp với micro. Cả bộ này có trị giá là 21.500.000 đồng. Âm ly là 7 triệu, súp là 1.5 triệu và loa là 9 triệu, mới tinh từ hộ hãng thôi nhá. Và nghe tiếng tép đánh hay không, rất là chất, bát sâu, giá hợp lý. Đây là một trong những cái đôi loa cũng như là một cấu hình đáng chơi, đáng nghe và đáng hát. Mức đầu tư cực kỳ hợp lý, độ bền cao, bảo hành tốt thôi nhá. Hay quá. Toàn đồ mới tinh thôi. Nên khi các bác mà sử dụng nó thì cực an tâm. Giờ loài hát rất hay anh em nhé. Mọi thông tin mua sắm phong ghép liên hệ với em số máy 0936 583 110. Anh Nguyễn giao hàng toàn quốc. Anh Nguyễn chào bác nhé.